Ngày 17 tháng 2, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phối hợp với Công an xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu bắt quả tang thùng container dùng làm phòng nghỉ cho công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông và xây lắp Petrolimex, địa chỉ xã Việt Hòa, có 17 đối tượng đang có mặt tại chiếu bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền 40.550.000 đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Được biết các đối tượng đều là công nhân của công ty. Sau khi xác minh phân loại, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.